thay lời bạc. Chúng tôi không nhớ đã được đọc những trước tác của tổ ấn Quang từ thở nào, nhưng chắc chắn là vào khoảng năm học lớp 10 hay lớp 11, ngẫu nhiên tìm thấy tác phẩm lá thư tịnh độ của Hòa Thượng Thiền Tâm đã ố vàng, được ẩn giấu trong trang thờ tại nhà một người bạn. Mạc Nhân đã đọc say xưa và hết sức khâm phục tài diễn dịch trác tuyệt của Hòa Thượng. Thở đó, kinh sách hiếm hoi, không thể mượn lâu, xem kỹ, vì chủ nhân sợ bị mất. Chỉ có thể đọc kiểu ngố ngấu như tầm ăn dâu, nhưng vẫn cảm nhận những lời dạy của tổ, không thể nào chẳng trân quý. Do vậy, vẫn hằng ước ao sẽ có dịp được đọc toàn bộ tác phẩm ấy. Sau này, khi quen biết vạn từ, trong các cuộc điện đàm, anh vẫn thường ước ao sẽ có người chuyển ngữ đầy đủ toàn bộ tác phẩm của tổ ấn quang sang tiếng Việt vì ngoài hòa thượng trí tịnh và thiền tâm trích dịch một vài phần chẳng có ai quan tâm dịch văn sao. Rồi như một duyên phận, ngẫu nhiên quen biết đạo hữu minh lập qua trung gian của tuệ cường, anh gửi tặng một số sách tiếng Hán, trong đó có cuốn ấn quan đại sư Giang ngôn lục này. Cuốn sách mỏng, in bằng giấy xấu của Phật quan viện, tại bản Kiều, Đài Loan, chữ nhỏ tí, lại in mờ, Giấy đã vàng úa, đọc rất nhức mắt nhưng vẫn ráng đọc, yêu thích vô cùng nhưng vẫn ngần ngại không dám chuyển ngữ vì tự biết kiến thức của mình quá tệ. Dưới sự ân cần, khuyên nhủ, khích lệ nhiều lượt của Vạn Từ, Minh Lập và Tuệ Cường, Mạc Nhân đánh bạo dịch ra, cũng chỉ nhằm chia sẻ với bạn bè cũng như thỏa mãn ý muốn tham lam, ngạo nghệ của chính mình. Sau này, dưới sự khuyến khích và giúp đỡ của Minh Lập, chúng tôi đánh bạo đăng tải trên trang nhà Di Đà Nguyện Hải với mong ước chia sẻ pháp nhũ cùng những người căn tánh kém hèn như chính mình. Thở đó, do mới tập tành, đua đòi chuyển ngữ, thiếu tài liệu tra cứu, trình độ kém cỏi, lại không có phong chữ hán thuận tiện như hiện thời, khó thể tra cứu qua thư viện trên mạng để hiểu đích xác những câu kinh điển nho gia được tổ trích dẫn cũng như một số thành ngữ trong cổ văn này nhìn lại bản chuyển ngữ đầu tiên của chính mình hổ thẹn khôn ngằng lúc đó si dạy không hay không biết thấy có đạo hữu đọc thành sách nói và chùa đức viên in thành sách mặc nhân cứ tưởng bài dịch này đã khá ổn thỏa nhưng nay đọc lại vô cùng hổ thẹn khi thấy câu chữ vụn về quê kệt lũng cũng tối nghĩa sử dụng quá nhiều tiếng hán trong khi có thể diễn nôn cho dễ hiểu hơn Cách chấm câu luộn thuộn Thật đúng là gai mắt người đọc Phạm lỗi to lớn đối với tổ Tội lỗi khôn cùng Tuy thế Mạc Nhân vẫn không có ý định tu chỉnh bản dịch này Vì nghĩ đã có văn sao tăng quản Tục biên Tam biên và ngôn lục tục biên Gia ngôn lục tinh hoa ấn hành Chẳng cần phải tái bản gia ngôn lục nữa Mùa thu năm nay trong khi chuyện vãn, đạo huynh hồng sơn thắc mắc tại sao không dịch gian ngôn lục cho trọn bộ khi biết đã dịch anh nằng nặc đòi xem và ngỏ ý muốn tái bản anh khuyên nhủ không phải ai cũng có duyên đọc toàn bộ văn sao và do tác phẩm khá to người đọc sẽ nản chí không xem đến gian ngôn lục phân lượng vừa phải lại bao gồm toàn bộ những nét chánh yếu trong lời dạy của tổ dễ khơi gợi hứng thú và thuận tiện cho hành nhân có thể đọc đi đọc lại. Do vậy, mạc nhân gắn gượng gọt dũa, sửa đổi bản cảo sau khi đối chiếu với bộ sách ấn quan văn sao do đạo huynh minh tiến ban tặng để đính chính những chỗ in sai trong bản in của bản kiều phật quan viện đồng thời tăng bổ chú thích diễn nôm những chữ hán tra cứu những câu kinh điển trong nho gia qua nhiều nguồn để dịch sao cho tương đối dễ hiểu hơn. Dẫu cố gắng hết sức, nhưng tài vụng vẫn hoàn tài vụng. Chỉ sợ bài tu chỉnh này càng khiến các liên hữu đọc tới phải thở dài sườn sượt. Mới đó, mà đã 9 năm trôi qua, kể từ ngày hoàn thành bản cảo đầu tiên, dẫu đã đọc toàn bộ tác phẩm của tổ, nhìn lại, Mặc nhân chưa hề làm được một điều nhỏ nhặt nào trong lời châu ý ngọc của tổ vẫn chỉ là kể chuyện ăn, đếm của báu, miệng ra rã khuyên người khác tu hành, trong khi chính mình buông lung, phí uổng quan âm hữu hạn, vẫn để tập khí, tham, sân, si, mạng, chi phối, Thì phi nhân ngã tơi bời, chẳng hề dành ra mảy may công sức tu tập. Với tâm ý thô phù, nhờ nhớp ấy, dễ gì thấu hiểu lời tổ, để chuyển dịch, hồng phản phất chân diện một lời dạy của tổ chỉ đành gắn gượng tác trách cho xong lời hứa với các đạo huynh. Nếu như có chút công đức nào, đều xin hồi hướng về hiện tiền và lịch đại phụ mẫu, tổ tông, sư trưởng, quyến thuộc, bán thân trái chủ, cùng hữu duyên chúng sanh khắp mười phương hư không pháp giới, cùng sanh về cực lạc. Chân thành cảm tạ công đức đến các đạo hữu, minh lập, vạn từ, minh tiến, tuệ cường, đã cung cấp tài liệu, khuyến tấn chân thành cảm tạ đạo huynh Đức Phong đã sửa chữa góp ý. Chân thành cảm tạ đạo huynh Hồng Sơn đã khuyến tấn tái bản và đạo hữu Trần Hiền đã đứng mũi chịu sào cho việc tái bản lần này. Ngưỡng mong nếu việc làm cẩu thả này có chút công đức hay phước đức nào, xin đều hồi hướng cho các đạo hữu, thân tâm an lạc, phước huệ tăng trưởng, tinh tấn tu trì, cùng nhau hội ngộ chốn an lạc. Mùa thu năm 2013, si ám phàm phu, như hòa kính bạch.